Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu tiếp tục đà đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 438 USD trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 418 USD trên tấn về tình hình sản xuất trong nước. Hiện vụ thu đông ở các tỉnh Nam Bộ đã thu hoạch được 408.871 ha, chiếm 47,7% diện tích gieo cấy. Vụ đông xuân 2022 đến 2023 các địa phương đã gieo cấy được 337.518 ha. Các địa phương đang triển khai gieo cấy vụ đông xuân theo đúng thời vụ nhằm tránh hạn mặn cuối vụ. Nhiều địa phương đã đưa ra cơ cấu giống lúa có năng suất và chất lượng cao phù hợp với yêu cầu thị trường giá lúa gạo hôm nay 30 tháng 11 năm 2022 điều chỉnh tăng với nhiều mặt hàng gạo. Cụ thể, nếp tươi An Giang tăng 400 đồng trên kg lên mức 7 400 7 600 đồng trên kg, đài thơm 8 tăng 100 đồng trên kg lên mức 6 800 6 900 đồng trên kg. Om 5.451 tăng 100 đồng trên kg lên mức 6 600 800 đồng trên kg. Nàng hoa chín tăng 200 đồng trên kg lên mức 6 900 700, 200 đồng trên kg. Với các chủng loại lúa còn lại, giá đi ngang. Cụ thể, nếp tươi Long An đang được thương lái thu mua tại dụng ở mức 7.900-8.000 đồng trên kg. Om 18 6.700-7.000 đồng trên kg. Nếp khô Long An 9 000 đồng trên kg. Nếp khô An Giang giá giao động 8.400-8.600 đồng trên kg. Nếp tơi An Giang 7.200-7.300 đồng trên kg. Lúa Nhật 7.800-7.900 đồng trên kg. Lúa IR 504 ở mức 6.200-6.300 đồng trên kg. Nàng hoa 96.600-6.800 đồng trên kg. Lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm không có biến động. Hiện giá gạo nguyên liệu ở mức 9.300-9.400 đồng trên kg, gạo thành phẩm 10.100-10.200 đồng trên kg. Tương tự với mặt hàng phụ phẩm, giá trưởng lại và có xu hướng đi ngang. Hiện giá tấm duy trì ổn định ở mức 9.600 đồng trên kg, cám khô ở mức 8.500-8.600 đồng trên kg tại chợ lẻ. Giá gạo thường 11.500 đồng trên kg, 12.500 đồng trên kg. Gạo thơm Jasmine 15.000-16.000 đồng trên kg. Gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg, nếp rụt 14.000-15.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000-19.000 đồng trên kg, gạo hương lải 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, nàng hoa 17.500 đồng trên kg, sóc thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo nhật 20.000 đồng trên kg, cám 7.000-8.000 đồng trên kg. Thân đại chào bà con!